Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày thứ 10 các bạn ơi. Và sau một ngày chơi game thì mình muốn chia sẻ các bạn cảm nhận của mình, cũng như là một số những cái kinh nghiệm để cho các bạn tân thủ mới chơi có thể nắm được nhá. Đầu tiên này các bạn ơi, nếu như các bạn theo dõi cái series này của mình ấy, mấy tập trước là mình có build em Kỳ Lân đi nha các bạn. Em Kỳ Lân này mình đã nâng lên 5 sao rồi nha các bạn ơi. Wow. Thế nhưng mà có một cái sai lầm mình nhận ra, đó chính là cứ không phải Kỳ Lân thì nó là mạnh đâu các bạn ạ. Không phải là chơi phái né thì nó là ok đâu. Và theo mình thấy là em Ứng Long này nó vẫn là một cái thế lực gì đấy nó cực kỳ khủng khiếp. Đặc biệt là càng chơi né thì lại càng ok. Bởi vì nếu như mình chỉ cần né là có khả năng phòng thủ đúng không? Đến hiệp thứ 5 một phát thôi là em Kỳ Lân này nó đánh. À nhầm, là em Ứng Long nó phẹt cho quả đau thực sự luôn các bạn nhá. Bởi vì là ở level 80 là sát thương của nó gây ra bằng 550% cộng nhân vật chính. Nó có khả năng kết liễu cực kỳ khủng khiếp. À, mặc dù là em Kỳ Lân này nếu tính ra 5 hiệp thì nhân lên là bằng 600% công đấy. Nhưng mà vì là không chỉ là kẻ địch nó cứ đứng yên đấy, mà nó còn có cái khả năng hút máu rồi thì hồi máu trị liệu nữa. Thế thành ra nó không có khả năng sốc đam ấy. Em này nó cáp phát đi luôn các bạn ạ. Thì thành ra kẻ địch không kịp ngáp. Đấy là một trong số những cái mà mình thấy là em Pet đáng lẽ ra mình nên nuôi với Ứng Long thì sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Mà nha các bạn, mình nạp vào đây gần 5 củ, nhưng mà mình thấy em Kỳ Lân này này vẫn khó nuôi vãi trưởng nha các bạn ạ. Đến tầm này bắt đầu khó rồi này. Đấy, bắt đầu đến ngày thứ 10 là mình thấy là ôi dồi ôi, để kiếm được một em Kỳ Lân ở trong này khiếp. Đấy, hết sạch ngựa linh thạch. Thế mới đều các bạn ơi. Đấy là cái đầu tiên nha. Còn cái thứ hai, ôi mình thấy cái tinh quái cũng như là cái thần thông này nó quan trọng thế. Đầu tiên là tinh quái các bạn nhá. Thì mình cũng rất may là bởi vì có đầy đủ bộ tinh quái xịn luôn á. Thứ nhất là em Phù Tang này thì hợp lý vãi trưởng luôn, ai cũng cần Phù Tang. Tiếp theo nữa là em Hình Thiên thì chơi né lại Hình Thiên đấy hợp lý. Ồ, vào trận vẫn được nhận 20% né và hút máu luôn này. Đấy, tiếp theo nữa là em Liễu Đạo Chân hợp lý luôn. Tuy nhiên nha, cái khả năng phối hợp này nó lại rất rất quan trọng. Có những trận thì mình để Hình Thiên Liễu Đạo Chân ok, nhưng có những trận khi mà mình để vào đây đó chính là em này thì Quan Đại Đế thì nó lại ok. Nói chung là tùy đối thủ của mình ấy. Nên là các bạn phải PK nhiều nhiều một tí thì các bạn mới biết được là mình nên để con nào thì nó hợp lý hơn. Hay là có những trận thì mình để em Đại Bằng Vương này. Đấy, mỗi lần bị tấn công được tăng 5% né là cũng ok la liền. Thế nhưng mà sau khi mà test tất cả những cái bộ đấy dành cho né thì mình thấy em Liễu Đạo Chân này phù hợp hơn em Đại Bằng Vương các bạn nhé. Em Đại Bằng Vương này thì có tăng khả năng né, nhưng em Liễu Đạo Chân này thì quá ngon. Bởi vì là mỗi một lần né được á là nó sẽ hồi HP thì cực kỳ ổn luôn. Nhưng nếu các bạn nào mà không có em Phù Tang thì hoàn toàn là có thể thay thế vào đây, đó chính là em Đại Bằng Vương tăng tỷ lệ né kết hợp với cả Liễu Đạo Chân Hình Thiên là hợp lý luôn này. Còn có Phù Tang thì thay luôn cho em Đại Bằng Vương này là ok các bạn nhá. Đấy là về tinh quái. Thế tinh quái nó cũng làm cái gì đấy nó hên xui các bạn ạ. Chiêu mộ cũng hơi khó khăn. Tiếp theo nữa là đến cái gì nhỉ? Tiếp theo nữa phải là đến cái thần thông các bạn ạ. Thần thông thì các bạn nhìn thấy này, mình có sở hữu rất rất nhiều thần thông cam, nhưng cứ không phải thần thông cao là mình chơi đâu. À, đặc biệt là thần thông tím thôi là ok rồi. Bởi vì sao? Bởi vì thần thông tím các bạn lấy được 2 phát, tức là nó có mảnh để đột phá lên level 50. Các bạn trang bị vào đây mấy cái ấn ký này, lực chiến tăng lên nhiều vãi luôn. Còn hơn cả thần thông cam ấy. À, với cả là thần thông thì nó phải kết hợp với cả cái môn phái bạn chơi. Ví dụ các bạn chơi phải né đúng không? À, thì đây có mấy cái đâu nhỉ? À, cái của mình đây thì nó mấy cái thần thông nó hơi củi. Tóm lại là mấy cái thần thông này của mình chẳng cái nào tăng mà né. Ồ, được cái kim cang bất hoại này thì nó ngon ở chỗ là máu mà nó thấp ấy, thì cái sát thương nó gây ra không quá 800 HP tối đa. Và mình lại được 2 cái thì mình được thêm vào đây là 2 cái ấn ký lực chiến nó tăng. Còn lại ở đây này, ví dụ như mình còn đang chơi một cái thần thông phẩm lam, bởi vì là gì? À, tăng 50% né của bản thân kết hợp với cả Phù Tang nữa. Thì hầu như là đến cái lúc mà các bạn sử dụng được cái đạo pháp này là nó cũng gọi là máu dấp dính rồi, dưới 30%. Thì tăng cái tỷ lệ né này là hợp lý luôn. Hồi sinh lại thì nó cũng có một chút máu dưới 30% đúng không? Kết hợp với Phù Tang đấy thì lúc đấy né của các bạn sẽ tăng lên. Thì mình chơi cái này luôn, chứ còn mấy cái này mà dùng 72 phép biến hóa nó cũng không ăn thua, công nó to thật đấy. Thế nhưng mà nó không phù hợp với cái môn phái lắm các bạn ạ. Hay là đây, ví dụ như cái thần thông này mình trang bị được 2 cái ấn ký thì mình trang bị vào luôn này các bạn này.
chứ còn có thần thông cam đấy thì mình không chơi này. Sau khi thực ra cái này cũng ok, nhưng mà nếu như mình có thêm một cái nữa, mình nâng cấp nó lên được gọi là level 50 để trang bị hai cái ấn ký thì sẽ hợp lý hơn. Còn đâu thì thà chơi cái này này, bỏ qua thuộc tính kháng còn ngon lành cánh đáo hơn các bạn nhá. Với cả có một cái thần thông này mình thấy khó chịu vãi chưởng luôn này các bạn này, chia sẻ cho các bạn luôn. Đây, bạn nào ra được cái băng phong ngàn dặm này thì thôi, mình rất kết cái băng phong ngàn dặm này các bạn ạ. Để mình xem có bạn nào có băng phong ngàn dặm đi đánh thử một trận các bạn xem nhỉ. Đây không có. Có một bạn nào đấy, mình nhớ là đánh với bạn đấy. Thì bình thường đúng không, nếu như mà mình né là sát thương đánh tay các bạn ấy gõ mình là không trúng, nhưng mà riêng thần thông với cả linh thú là kiểu gì cũng trúng. Và nếu như mà mình bị dính đóng băng nhá, không né được này, không thể nào mà sử dụng được những cái hiệu ứng của con tinh quái này các bạn này, tức là chỉ đứng im luôn đấy. Ui cái băng phong này vãi thật đấy. Thế thành ra là không thể nào mà hồi sinh được luôn nhá, kể cả phù tang, nó đóng băng hết cả tinh quái tất cả các thứ luôn. Ôi vãi thật. Thế thì nó mới cái đau scout đối với những môn phái mà bạn nào mà chơi môn phái né giống như mình các bạn ạ, nên là các bạn hết sức lưu ý ấy. Nếu như gặp bác nào mà có băng phong ngàn dặm là cũng căng thẳng đấy. Và thêm một cái lưu ý nữa, đó chính là chơi phải né đúng thật, thiếu sát thương thật đấy. Chơi ở trong phần dị thú xâm lược này mình chả bao giờ đứng được top cao. Mặc dù là lực chiến của mình cũng không phải là ít, nhưng mà chơi né này đứng tận đầu top 9 này, úi rồi ôi, các bạn ấy toàn 2,7 ức này, mình thì mới có 7.000, chưa được 1 ức, chán. Nói chung là tầm này á, mình thấy là nếu như bạn nào mà chơi giai đoạn đầu nhá, thì tốt nhất là cứ vã và liên bạo trước, kiếm thêm tài nguyên mà nâng cấp pet. Đấy, nâng cấp thì các bạn thề các bạn luôn là nếu như bạn nào mà có điều kiện thì nâng cấp pet cam thôi, chơi với ứng long, còn không thì cứ ong già vã. Chứ còn tầm này chơi kỳ lân nạp năm củ nhưng mà chơi kỳ lân không được đâu các bạn ơi, thốn lắm. Đấy, tiếp tục này. Đây, chuột thì luôn luôn phải đầu tư như các bạn. Mình thấy chuột là hợp lý này. Và chuột thì chỉ đi kéo đào thôi. Mình sẵn sàng reset để có thể kéo được đào level 5, level 4 nha các bạn. Đấy, quan trọng nhất vẫn là đào. Tự động luôn. Rồi, đặt thử xem nào. Nhiệm vụ bang. Nhận lớn. Còn gì không? Trả giá này. Úi dồi ôi, càng về sau thì trả giá càng được ít nha các bạn. Tính năng đấy càng ngày càng đều. Chán thực sự luôn. Ok, thì đấy là một số những cái cảm nhận cũng như là kinh nghiệm mình chia sẻ sau 10 ngày chơi. Những bạn nào mới chơi có thể là lưu lại nhá, để có thể là chơi game nó xịn xò con bò hơn. Chúc các bạn đứng top thật là cao và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và các bạn muốn mình làm thêm nội dung gì hoặc có câu hỏi gì cần hỏi thì để lại comment ở bên dưới nhá. Mình sẽ làm video giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.